quý vị và các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn chế tháo bằng Nissan Navara. Rồi bao nhiêu thì tôi cũng không rõ. Nó có đây thì tháo thì cực kỳ dễ dàng. Các bạn chỉ cần một cái này thôi. Còn một cái tôi biết là các bạn có thể tháo bắt đầu DVD và CD nó ra được rồi. Nhưng con này các bạn có thể tránh ra đấy các bạn. Cho xuống bên dưới này. Chạy xuống bên dưới này. Tách cho các bạn nó ra. Kéo vào cầm. Kéo cầm trên này. Cái này tháo là một trong những con dễ nhất trong những con dễ. Sao này?